Xin kính chào anh chị khách hàng. Hôm nay Giang sẽ giới thiệu với anh chị khách hàng một cái căn townhouse hay là nhà phố liền kề ha. Nó nằm chung với dãy shophouse của chúng ta luôn. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào trong ha. Đây là những cái thiết kế của chủ đầu tư. Một gợi ý thì khi mà nhận bàn giao nhà thì sẽ bàn giao thô, nhưng mà đây là thiết kế để anh chị có một cái gợi ý để anh chị có thể dễ dàng setup cho mình về cái không gian thiết kế y chang như vậy cũng được luôn, rất là rộng và thoáng. Thì từ bên ngoài bước vào thì không gian của chúng ta là khu vực phòng khách, rồi sau đó là đến cái khu vực bếp và bàn ăn ở đây. Thì phòng khách thì chúng ta bố trí cái sofa bên này ha, sofa bên này thì chúng ta trang trí thêm cái một số quầy kệ, nó nằm ở dưới cái cầu thang rất là sang trọng luôn ha. Còn bên tay phải cái căn nhà phố của chúng ta thì bên này là anh chị lắp đặt cái màn hình tivi ở đây, rồi những cái ô để mình trang trí những cái vật dụng cần thiết dụng của mình ha. Rồi bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển cùng với Giang ha. Rồi với cái thiết kế này thì nó tạo cho mình một không gian rộng và thoáng, đúng không ạ? Rồi phía sau thì có một cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì ở đây ha. Và phía sau nữa là chúng ta sẽ có một cái sân sau ha anh chị khách hàng. Thì sân sau này là anh chị khách hàng được sử dụng riêng luôn nè. Đó, đây là sân sau của mình. Rồi bây giờ mình di chuyển lên cái tầng 1 ha. Tầng 2 chứ, nói tầng trệt này, tầng 2. Thì mỗi vùng thì kêu mỗi khác. Thì có vùng thì kêu là tầng 2, có vùng kêu thì tầng 1. Thì đây là không gian của tầng 1. Đây là không gian theo dạng không gian mở anh chị khách hàng nhé. Đó. Anh chị khách hàng cùng với gia đình có thể là làm một cái gạch chiếu phim trong căn nhà của chúng ta luôn. Đúng ạ. Rồi. Ở đây thì có một cái hệ thống cửa lùa nè. Là phía ngoài này anh chị có thể trồng một số chậu cây, cây cảnh ha. Và phía ngoài nữa thì anh chị lắp đặt cái hệ thống gọi là lan can thép sơn tĩnh điện. Rồi, mình trải nghiệm cà phê ở đây. Đó. Thì ở đây mình để một cái quầy bar nhỏ như vậy nè. Những cái ngăn tủ, đó mình chứa những cái ly cách cà phê mời khách ha. Quầy cà phê. Rồi chúng ta cùng di chuyển ra phía trước xem chủ đầu tư bố trí như thế nào nhé. Đây là mặt ngoài. Mặt ngoài thì chủ đầu tư bố trí cho mình phòng ngủ. Đó, với một tầm view cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng. Cái căn này thì nó view ra cái đường trục chính nè anh chị khách hàng. Phía trước mặt của chúng ta là trục chính, di chuyển từ đường DT822 di chuyển vào sân góp Westlake của chúng ta. Rồi, đây là thiết kế buổi lùa. Rồi, mỗi buổi tối hay buổi sáng mà mình cảm thấy ngột ngạt thì mình mở cái cửa ra. Thì cái phòng ngủ này không có ban công, nhưng mà mình mở cái này cho giống như mình đang đứng ra phía bên ngoài ban công luôn rồi. Đúng không ạ? Không gian cực kỳ là thoáng luôn. Rồi, Giang xin khép lại nha. Thì trong phòng ngủ của chúng ta thì cũng bố trí luôn cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn, là mình sử dụng riêng trong phòng ngủ. Rồi. Thì trong nhà vệ sinh này á, Giang có một cái gợi ý cho anh chị khách hàng là sau này anh chị khách hàng nhận nhà thì mình nhận bàn giao thô, thì khi mình làm nhà vệ sinh á, cái khu vực cái này nè anh chị có thể làm thấp hơn một tí, mình làm thấp nữa để mình tạo một cái đường giống như khi mình tắm á, là nước nó sẽ đi vào cái lỗ thoát nước luôn. Và ở đây mình tạo một cái này là cái gờ đứng, mình làm cái gờ trượt đó mọi người, trượt xéo á, là khi mình đi mình không bị da đập những cái đầu ngón chân nhờ cái vị trí này. Và ở đây mình lắp đặt dồi sen, dồi tắm mưa đầy đủ. Và cái không gian nhà vệ sinh này thì Giang gợi ý cho anh chị khách hàng làm hệ thống tủ cứng như vậy nè, để mình tiết giảm được không gian mà mình tăng cái diện tích sử dụng của cái hộp tủ lên luôn anh chị khách hàng. Nha chị khách hàng coi ha. Thì ở đây có ba cái cửa tủ nè, hai nè, hai cánh nè, ở đây cánh là ba cánh. Thì mình có thể chứa được rất là nhiều mỹ phẩm linh tinh. Thường Giang thấy vô một số gia đình á rất là sang, nhưng mà mỹ phẩm cứ bài bố xung quanh cái
bồn rửa mặt này nó nhìn rất là mất mỹ quan. Thậm chí ở đây anh chị có thể để khăn ha, hoặc là anh chị có thể làm cái gương này, một găng tay nè, mình làm cái cánh cửa tủ như vậy luôn cũng được luôn, một găng tay. Rồi không gian này thì mình để khăn khiếu ha, quần áo đầy đủ dưới đây. Thì bên đây nó có bố trí cho mình hệ thống ổ cắm để mình cắm những cái giống như là máy sấy tóc nè, dao cạo râu. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển lên cái tầng tiếp theo ha. Thì những thiết kế ở đây á, anh chị để ý nè, thì cái cầu thang của chúng ta là chủ đầu tư họ bố trí ở phía bên tay phải hết ha. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển vào phía sau cái căn nhà của chúng ta ha. Thì đây cũng là một cái thiết kế phòng ngủ và nhà vệ sinh cũng nằm ở trong cái phòng ngủ luôn đó. Thì cái phòng ngủ này cũng giống như phòng ngủ ở dưới tầng 1 ha. Và chúng ta cũng có một cái cửa lùa. Rồi không gian này thì anh chị có thể trồng cây, thậm chí mình không trồng cây, mình bước ra đây mình hít thở không khí buổi sáng buổi chiều gì đó, buổi tối mình ngủ mình thậm chí mình mở cửa như vậy luôn để cho có rất là nhiều oxy ha. Rồi mình khép lại. Rồi mình có thể đặt thêm một cái chậu cây phong thủy trong cái căn phòng của mình luôn, thiết kế đơn giản. Rồi đây là khu vực không gian nhà vệ sinh, đẹp đúng không ạ? Mình lắp đặt cái hệ thống tủ quần áo ở đây ha. Đó, tủ quần áo đây. Rồi những cái ngăn tủ để mình chứa vật dụng cần thiết. Thậm chí đối với cái phòng này anh chị, nếu mà anh chị có trẻ nhỏ, anh chị có thể thiết kế cái dạng giường tầng cho các cháu bên đây, mình để cho các cháu rất là không gian rộng và không gian của người vui chơi các cháu trong chính căn phòng ngủ các cháu luôn, nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển ra cái phòng ngủ tiếp theo ha. Cái phòng ngủ này á thì nó không có cái cửa lùa, nhưng mà cái cửa view của nó cực kỳ là rộng luôn anh chị khách hàng, nhìn nè, từ dưới nền lên tới trần luôn đó. Mình mở ra một tầm view cực kỳ rộng, đứng đây mà ngắm view thì tuyệt vời luôn. Mình nhìn thấy sân góp nè đó, phía bên đó là sân góp, còn trước mặt của chúng ta đó là khu villa của Westlake Villa. Rồi ở đây có một cái cửa đây thì đang khóa rồi, thì cái cửa này mình bước ra cái khu vực này nó giống như khu vực ban công ha. Rồi anh chị nhìn nè, trên khu vực này thì anh chị thấy bố trí trồng cây dây leo như vậy đó, để sát tường như một cái mảng xanh trong trước cái căn nhà của chúng ta, cực kỳ là đẹp luôn. Nếu anh chị không trồng cây thì anh chị có thể bước ra đây giống như khu vực ban công để mình nhận khí trời. Thì buổi tối anh chị cảm thấy nóng nực á, anh chị không thích dùng máy lạnh thì anh chị có thể mở cái cửa này để mình lấy oxy, gọi là gió đầy đủ cho cái căn của chúng ta đó. Còn khu vực này á thì chủ đầu tư họ làm một vách ngăn như vậy, trên vách ngăn thì bố trí cái ổ cắm cho anh chị luôn, thậm chí anh chị có thể để cái mặt tivi ở đây ha, bố trí mặt tivi ở đây để chừa sẵn cho anh chị một cái gợi ý nè. Rồi không gian này thì anh chị có thể làm cái hệ thống cửa lùa cửa tủ ha. Còn khu vực này là nhà vệ sinh trong cái phòng ngủ của chúng ta luôn ha. Thì thiết kế nhà vệ sinh về cái những cái trang thiết bị á, là gần như giống nhau. Thì cái phòng này thì thiết kế theo dạng tông màu hồng cho những bé nữ ha, các cháu nữ thì rất là thích tông màu hồng này. Đây. Hộp tủ thì rất là nhiều luôn để cho anh chị có thể chứa những vật dụng cần thiết rất nhiều ngăn ha. Đó, dạng tủ treo ha. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển lên một tầng tiếp theo nữa.
Cái tầng này thì Giang đảm bảo lên tới tầng này là rất là thích, tầng trải nghiệm rất là tuyệt vời anh chị khách hàng ạ. Đây thì anh chị có thể bố trí cái dạng karaoke trên tầng này cũng được luôn nè, rồi gặp chiếu phim, mình đặt gia đình mình ít á thì mình ngồi hai ghế, mình có thể làm cái màn chiếu, mình chiếu qua đây, mình chiếu qua đây ha. Rồi phía bên ngoài này là khu vực ban công, hay vừa là ban công vừa là sân phơi luôn chị khách hàng nhé ha, cực kỳ rộng, mình đón khí trời đó. Thì anh chị có thể bố trí những cái máy giặt phía này luôn để mình tạo thẩm mỹ cho cái căn nhà của chúng ta nằm phía sau ha. Rồi phơi đồ ở đây luôn. Rồi bây giờ tiếp theo cái này nó có, cái căn này cũng hơi nhược điểm là phía sau là rộng quá, nếu mà cái không gian rộng đó, nó đưa ra phía trước thì hay quá. Đây không gian phía trước nè chị khách hàng, tuyệt vời đúng không ạ, tuyệt vời. Không gian này là không gian cà phê buổi sáng, ngắm view sân góp, rồi cà phê bên gia đình. Mỗi buổi tối mình ngồi trên đây để mình tâm sự, mình trao đổi những cái buồn vui trong một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc là mỗi ngày chúng ta có những cái việc gì trải qua mà mình cảm thấy bức bối, thì nơi đây là nơi giải tỏa tất cả. Vâng, với một căn townhouse với thiết kế gợi ý của chủ đầu tư như thế này thì Giang tin rằng anh chị khách hàng cũng có thể đưa ra một cái quyết định trước khi mình tìm hiểu và mình chọn ngay cho mình một căn townhouse tại dự án Grand Center, đúng không ạ? Rồi nếu anh chị khách hàng nào còn băn khoăn, còn những lo ngại mình có nên sở hữu một căn tại Grand Center hay không, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại Giang để trên màn hình. Anh chị khách hàng có thể đến thực tế vị trí dự án để mình tìm hiểu, mình nhìn tận mắt, mình sờ tận tay và mình tìm hiểu dự án của chúng ta quy mô như thế nào và trong đây có những cái tiện ích nào nổi trội. Và cái điều đặc biệt của dự án của chúng ta đó là sân góp với 27 lỗ, là một cái sân góp gọi là lớn nhất của tỉnh Long An đến thời điểm hiện tại chị khách hàng nhé. Rồi hãy liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại trên màn hình để Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của bên phía Giang sẽ hỗ trợ anh chị tham quan thực tế dự án. Xin chào anh chị khách hàng.